Xin chào anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm tiếp theo một cái clip hướng dẫn anh em về huấn luyện chó con, điều huấn cho con. Thì trên Team HD là chủ yếu sử dụng bằng hạt thức ăn khô để dạy chó, và tất cả các hãng cám là đều nhập khẩu từ Séc về Việt Nam. Và chú cún trong hình này là sử dụng hoàn toàn bằng cám breed nhá, và điều hướng bằng breed. Đấy. Quay gần lại cho anh em xem nhá. Đấy, anh em mà có nhu cầu mà mua cám breed để điều hướng cho con thì liên hệ với cả anh Đạt, Lê Thành Đạt của THD nhá. Thì bạn Đạt sẽ tư vấn, hỗ trợ và bán cám, ship cám đến tận nơi cho anh em nhá. Khi anh em mua cám sẽ được tư vấn huấn luyện miễn phí. Và nếu anh em ở gần có thể đến tại sân tập của THD để giao lưu và được hướng dẫn, hỗ trợ huấn luyện. Và giờ bài tập điều hướng cho con bắt đầu. Ở đây là anh Tùng đến từ Bình Phước, học viên của THD. Cô cái là con gái của Aranji. Nguồn gen chó mẹ từ Pháp. Chó là 50 ngày tuổi. Rất ham muốn với cả thức ăn. Cái việc điều hướng chó con là cái điều may mắn nhất và gọi là thích nhất. Thì con chó nó phải là ham ăn đầu tiên đã. Ham ăn rồi đến ham đồ. Và thần kinh nó phải căng. Và việc đầu tiên là con chó nó ham ăn, ham đồ thì mình dạy được con chó. Anh em để ý cái tay của người huấn luyện viên nhé. Khi con chó đang ăn thì mình sẽ dẫn lệnh, tay là dẫn lệnh con chó để tạo cho con chó nó nằm dứt khoát và dứt khoát động tác, từ động tác ngồi sang động tác nằm thế. Và khi anh em cho chó ăn lúc động tác nằm ấy, thì luôn đẩy về phía sau một chút để con chó tụt lại, để phản xạ của con chó bao giờ nó cũng tiến lên, thì mình phải đẩy nó về phía sau để khi con chó nó nằm nó sập, nó lùi lại phía sau thì động tác sẽ đẹp, nó gọn. Tùng làm động tác nằm xong cho đẩy về phía sau, con chó nó tụt về sau rồi. Để anh em nhìn lại. Đẩy tiếp sao? Đẩy tiếp. Đúng rồi, đấy anh em để ý cái đấy nhá. Động tác là cực quan trọng. Thì phản xạ tự nhiên của con chó nó sẽ bao giờ nằm nó cũng trôi lên, đứng cũng trôi lên. Thì mình phải tạo phản xạ ngược lại. Khi con chó làm nhiều, nó tạo thành phản xạ có điều kiện. Anh em có thể nhìn thấy hình ảnh của Team HD gồm 4 người: Trần Đạt, Lê Thành Đạt và anh Thọ, và mình là Hoan, áo trắng, đội mũ, đứng cạnh người thầy của chúng tôi, Edgar, một huấn luyện viên và một trọng tài nổi tiếng của thế giới. Team ở đây học rất nhiều các huấn luyện viên từ nước ngoài. Phía sau là Ivo đến từ Hà Lan. Đấy, khóa học trước đây Team HD kết hợp với cả anh Hiệp mà tổ chức seminar cho anh em. Đấy, anh em mình có thể thấy là cú nó rất hưng phấn. Anh em để ý cái tay ngoáy này, cái tay ngoáy này là sao nó áp dụng vào những cái động tác cạnh chân văng đít từ trước mặt về cạnh chân, bẻ trái bẻ phải, góc trái góc phải, quay đầu. Thì cái động tác này là hỗ trợ cho con chó nó linh hoạt đôi chân và nó theo tay. Tất cả những con chó con ấy nó làm theo lệnh, nó làm theo tay của mình thôi, là tay dẫn lệnh. Nhưng mà tay mình phải dứt khoát thì cái động tác lệnh sẽ dứt khoát. Anh em lưu ý chơi khi huấn luyện với con chó thì luôn luôn để nó vui, thỉnh thoảng mình chơi với nó. Và khi kết thúc buổi tập ấy thì con chó nó vẫn phải là vui vẻ và ham muốn. Đấy, chứ đừng để nó trùng xuống, thì sau này các buổi tập sau đó con chó nó càng ngày nó càng trùng, nó không còn độ vui vẻ nữa. Đấy. À, khi huấn luyện xong thì cũng nên chơi nó để nó tạo sự kết nối gắn kết với nhau. Rất quan trọng, anh em để ý nhá. Nếu như mình quan tâm với con chó, mình không
vuốt về vừa vuốt ve vỗ về nó trong lúc mình huấn luyện ấy thì là con chó nó sẽ trùng. Đấy. Đó là buổi tập này kết thúc. Xin chào anh em và hẹn lại anh em ở những video tiếp theo nhá. Là bọn Tùng chào anh em đây. Sắp về quê Bình Phước rồi.